Xin chào tất cả các bác nhé. Chào chị Mo. Chị Mo không biết tiếng phổ thông. Ngày tháng trở lại cùng với cả em trưởng thôn và mặt bằng của nhà chị Mo đã xong, đúng không? Em này là em chú của chồng chị Mo, đúng không? Đúng rồi. Đứng nghiêng nghiêng vào đây tí cho nó mát cái. Nắng quá. Thời tiết này. Mặt bằng như này là ổn chưa? Hôm nọ đo lại hả? Ổn ổn hết rồi gì? Chỗ trưởng thôn là cũng đã kiểm tra chưa? Đo này chưa? Ok rồi. Ok rồi gì? Vâng. Nên là thống nhất là từ cái mặt trong kia ra đây là bao nhiêu mét? Cách bao nhiêu mét? 5 mét chủ nhà. Cắm cây đấy à? Vâng vâng. À. Cắm cái cây này đấy gì? Vâng. 5 mét với 9 mét. 5 mét với 9 mét là bắt đầu từ đây đi đấy à? Từ đây sang đây 9 mét. Sang bên kia là 9 mét. Vâng. Có cả hè nữa ra 1 mét đấy. Đúng không? Đúng. Rộng đấy, không phải 1 mét đâu. Không, ra hẳn ngoài kia không làm. Vâng. Nó chỉ trong cái nền đất cứng này thôi. Làm ra ngoài nó sâu, nó sẽ cái đất này nó chưa cố định đâu. Đúng rồi. Mai ngày kia nó vẫn nở mới nứt ra đấy. Vâng. Nhá. Đúng rồi. Ok rồi, đẹp rồi. Đất như này là ok. Bây giờ đi vào trong nhà để trao đổi với vấn đề với trưởng thôn, đúng không? Với cả gia đình, để gia đình em là đại diện cho chị Mo, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Chị Mo thì chị không biết gì rồi. Đây, vào trong nhà. Chị Mo là chị anh gái. Chị gái của anh Vân Cô Đơn. Chị Mo là chính thức là bao tuổi nhỉ? Ăn đâu sùng à? Mo là chắc là 40 mấy tuổi rồi. Có chiều không? Xong bây giờ. Cô tới chỉnh cho à? Bao nhiêu? Hả? Thì có thể thế này. Được thế nhớ sổ xem. Bảo chả nhớ nữa. Không nhớ với mình à? Thế tuổi con gì? Không nhớ tuổi con gì, con giá gì trong à? Phải tuổi con bò không? Tuổi con ngựa. Ngựa à? Ngựa là... Ngựa là... 90 là tuổi ngựa thì lùi lại 12 năm sau thì là 1978 đúng không? 78 78 chị tăng nó chả lúc nào chưa? Chả lúc nào có. Không có điện nữa chưa? Chưa. Bảo xếp cho cái ghế này ngồi với trưởng thôn mới cả. Đấy. Thế hôm đó đào nền nhà xong hết bao tiền rồi? Ăn uống hết bao nhiêu? Đào nền nhà ăn xong chắc là mất gần triệu thế này đúng không? À gần triệu à? Vậy à. Chả, cũng chả có cái gì. Tiếc quá tại vì Mai Cụ Tròn cũng có gửi tiền cho Tất Thắng là có đấy. Trong đó có tiền ăn nhưng mà hôm đó gia đình Thắng có việc. Ông chú của Tất Thắng qua đời. Chú thì lại không có con cái gì nên là Tất Thắng và Tất Mạnh thì phải thay cái nhiệm vụ làm con. Thế nên là phải về gấp. Hôm nay thì đều quay trở lại được đại hết đây. Nhưng mà Thắng lên giờ này thì em Tài đã được phân công nhiệm vụ. Các bác biết rằng là trong suốt cái quá trình Thắng quay đến giờ có rất nhiều những cái hoàn cảnh cô đơn, rồi là vất vả khó khăn. Đặc biệt nữa là trong một cái nhân vật đó là nhà bà Máy tại thôn Đán Dầu thì Thắng phải cho em Tài sáng hay đi sớm để lên mua ít thịt và bánh chưng cho người ta ăn rằm. Thắng cũng lo hết được cho những cái người như ông Ngài, bà Máy, rồi là bà Viện, ông bà 93 tuổi, cho những cái người mà không có cơ hội mua thịt ăn rằm, ăn bánh chưng. Thì sáng nay em Tài đã làm cái nhiệm vụ đi thay Tất Thắng. 978 thì. 978 rồi rồi. Kinh chào tận nên lấy tìm chứng thẻ căn cước à. Giấu trên đấy à. Rồi bây giờ trao đổi tiếp với cả trưởng thôn nhá. Vâng. Bây giờ bảo chị mau đây ngồi đây. Với cả gia đình ngồi đây. Đón người đi. Tên là em là em chú Út à? Vâng, em là em chú Út. Chú Út. Vâng. Nhưng cái mảnh đất này anh hỏi chút thì cái mảnh đất này bây giờ hiện giờ thì có cả trưởng thôn ở đây một chút là mảnh đất này có được quyền xử lý của chị Mo không hay là của em? Đấy là thuộc về của chị Mo rồi, bây giờ em chả có quyền gì cả. Vì đất đây là bố mẹ chia cho chị Mo rồi, bây giờ là đất đây là bây giờ thuộc về chị Mo quản lý rồi. Đất này là chị Mo quản lý rồi đúng không? Vâng. Thế thì ok rồi.
Gọi anh nghĩa là em chỉ gọi là thay cái đứng ra để hộ chị Mo về cái công tác này nọ thôi, đúng không? Đúng rồi. Là chị không biết thì chị hộ thôi. Tiếng mà có cái gì thì nói chung là cũng là một người một nhà thì cái gì thì hỗ trợ được thì mình cố gắng. Ok, thế thì tốt rồi. Nên là trong cái vai là em chú là hỗ trợ, đúng không? Đúng rồi. Nên bây giờ anh hỏi trưởng thôn trước, hôm trước cũng nói chuyện với trưởng thôn ấy là về vấn đề nhà thì là kích thước là ok rồi. Là một chú Phương là nó nằm à? Lúc bên bên một chiều nó là bao nhiêu nhỉ? Một chiều nó là lúc chú Phương lúc chú Phương sáng còn lúc nó thì nó lõ chứ là cái chú Phương lõ chú tiết hả? Hôm trước mình nói trao đổi ấy, là một chiều 9m, một chiều 5m. Vâng. Đúng không? Vâng. Lập tôn lạnh và xây gạch nằm, đúng không? Thế thì là vận chuyển vật liệu thì là sẽ là bên trưởng thôn lo, gọi đội thợ ấy, đúng không? Rồi là xây là bên trưởng thôn lo. Đấy, gọi vật liệu thì cũng một là thứ nhất là em chú này, hai là bên phía trưởng thôn cũng gọi. Anh thì thực ra là không phải là không muốn, nếu mà bên chẳng hạn ví dụ như chị Mò này không có người đại diện hộ, không ai biết gì. Đấy, vì phía gia đình không biết gọi ở đâu thì anh Thắng có thể gọi. Nhưng mà để cho nó khách quan trong cái việc nhận tiền. Trong này thì cũng có 20 triệu là... Đây là anh không nói là 20 triệu, nhưng mà nếu thiếu ở đâu trong các nhà hảo tâm giúp thì con trai Gia Hưng của anh sẽ bù vào cái số tiền đó, đó để làm cái ngôi nhà này. Đấy. Là hôm trước Thắng cũng đã có quay video rồi, và có thể là đến thời điểm hiện tại, đến ngày hôm nay là Thắng sẽ nói để cho các cô bác biết được rằng là Thắng không nhận tiền để làm nhà nữa. Nếu các bác nào mà muốn giúp về vấn đề khác thì Thắng sẽ nhận. Đấy, còn tiền nhà chị Mo đến hôm vừa rồi là em phen chuyển của một cô cho nữa là 23 triệu mấy trăm, đó là Thắng chính thức dừng đó. Và Michael Chong có gửi riêng là 30 triệu và làm nhà, còn 10 triệu là để mua bàn, mua giường cho chị Mo ở bên đó, giường, hai cái giường. Thừa đâu thì mua được bàn ghế nữa thì mua. Đấy, còn đâu trước mắt là giường, chiếu, màn, chăn, ga, gối đệm, đầy đủ cho hai bộ trong cái ngôi nhà đấy rồi. Và Michael Chong cũng có gửi riêng mấy triệu để có tiền ăn cơm mấy cả đội thợ mấy cả nhà chị Mo. Đấy. Rất tiếc hôm vừa rồi đào nền là do anh có xảy ra công việc đấy, cũng gặp bọn em rồi nhưng mà anh không ở lại được. Làm 2 ngày mà ăn chưa đến 1 triệu à? Thì anh em khổ thôi, cũng chả đòi chị Mo cái gì cả vì nhà chị Mo cũng khó khăn rồi, chả biết đòi cái gì mà ăn. Khó khăn thì mua cái gì mua rẻ tiền nên là ít tiền anh. Toàn mua những cái nó rẻ tiền. Toàn là chữ mua thịt tủ lạnh thì nó có bao nhiêu lắm, 1 cân có mấy chục mà 40 gì. Thịt đấy. Là thịt đông lạnh à? Ở đấy chỉ không có tiền thì không có điều kiện thì mua gà đông lạnh thế thôi. Ăn cái rẻ tiền. Gà đông lạnh với cá đông lạnh thôi. Thế thì cũng khó khăn nhỉ, vất vả quá nhỉ. Nên trưởng thôn đấy cũng hoạch bây giờ là cho một cái bản kê. Đấy, tiền công là bao tiền? Em tiền công là hôm trước là thỏa thuận là 19 hay 20 triệu nhỉ? 20. 20. Em có rồi anh. Có rồi gì? Thì cái tiền vốn tiền chuyển vật liệu là bao tiền? Tiền thì em bảo là cái vật liệu lên cũng khó khăn thì anh có thể thêm, không phải thêm nhưng mà có thể cho em mời em được tầm 22 triệu không? 22 triệu, vâng. Còn hơn cả tiền công mà. Bởi vì tôn các cái với cả những gạch các cái bọn em lên thì cũng nói thật sự là... Thế thì đắt quá. Thế cũng nói thật sự là bởi vì đi xe lên trên này nó cũng dốc anh, chở được ít. Bây giờ không thì nếu mà... Thế thì không thì chủ nhà nó khác ai thôi. Không phải chủ nhà nó ấy. Nhưng mà bây giờ, thế bên về phía gia đình này, anh đang bảo là thế nhà gia đình có thể chuyển nguyên gạch lên được không? Nguyên gạch à? Đây phải xem anh em có hỗ trợ được không? Nếu mà được thì mới chuyển được. Anh gạch thì 4.000 gạch thì cũng không phải ít đâu. Gạch. Mới chiến xe lên chỉ được có 12 viên thôi. Đấy thì đấy phải hộ. Về phía gia đình hôm nọ anh cũng thấy đông người ấy, thì bảo là không thì hộ cho chuyển nguyên gạch. Còn
thì để cho trưởng thôn giảm cái tiền vận chuyển đi xuống. Vâng. Đấy. Nói chung là anh em thì nói chung cũng công việc nhiều cho nên bây giờ mới bảo là giúp vận chuyển cái gạch lên trên này thì đã biết có vận chuyển được không, nếu mà không không thì chuyển tôn. Chuyển tôn với tôn thì chắc được, tôn được. Tôn với sắt lên, tôn với sắt thì cái đấy cũng nhẹ nhàng. Tôn với sắt thì cũng nhẹ nhàng thôi. Đấy. Tôi mới được. Không không cái kia không cần phải nhờ anh em đấy. Đấy, mẹ con của chị mong lấy được lên mà, bởi vì cái tôn cái xác thì tôn cái xác là nói chung là em thì em sẽ được nhờ anh em gia hộ chị mong được. Ừ. Thế còn là chỉ xi và cát và sỏi. Vâng. Sắt đá đấy, nhưng còn đâu là lại là bên trưởng thôn đúng không? Xi thì cũng 100 bao lên trên này cũng nhiều á chứ không phải 100 bao là mất 50 chuyến đúng không? Vâng. Thì mỗi chuyến thì anh tính ra mỗi chuyến 20.000 thì mấy bao cũng phải tầm thuê trên này chắc chắn 10.000 rồi. Mình tính ví dụ như thế. 10.000 trở lên đây á? Vâng, một bao xi đây. Thế mẹ xây cái nhà này thế có mà hàng hơn 100 triệu à? Thì không hơn đâu, anh tính hết rồi anh. Thì đây. Anh tính nhờ. Cái tiền của anh, em đọc lên. Cái tiền vật liệu của anh thì chỉ đi 44.650.000 cả vận chuyển. Không, chưa tính vận chuyển. Tính vận chuyển với cả công 42 nữa là nó rơi vào 88 triệu. 88 triệu à? Nhưng mà chị dự tính khoản như vậy thì còn làm lên xuống thì em cũng không chắc chắn được. Đây là các ông dự tính thôi. Vâng. 88 triệu. Là dự tính như vậy. Mà nếu như lúc làm thì có thể là nó sắp phình ra một chỗ nào đó có thể lên. Mai các ông chỉ phát sinh thêm cho tôi một phát một xe cát thôi. Đúng rồi. Một xe cát đấy nó lại kèm theo nhá là lại cả tiền vận chuyển nhá, vâng. Lại cả tiền này nọ nữa nhá. Vâng, vâng. Bây giờ là ông dự kiến thôi nhá. Cái dự tính mai là như vậy. Anh ơi thiếu một xe cát, nói thiếu một xe cát như khán giả người ta chỉ nghe thế mà một xe cát thì nó đáng bao tiền. Đúng rồi. Nhưng họ không chưa chắc họ đã hiểu được rằng là chở một xe cát vào đây nó là mấy triệu rồi. Đúng xong rồi. Là lại thuê cái công chở từ dưới đấy lên đây mỗi bao cát đấy là bao nhiêu tiền nữa. Nó một xe cát nó đội lên là gần chục triệu đúng không? Vâng. Đấy, nó cũng phải ít đâu, cả chuyển lên đây đúng không? Đúng. Đến đây để xây được cái hạt cát vàng luôn đấy. Vâng. Nên là các ông là dự kiến là 88 triệu thì vâng. Tôi nghĩ là nó không phải 88 triệu đâu. Thì dự kiến như vậy làm thì chắc chắn sẽ phải hơn rồi anh. Cái đấy thì mình dự kiến khoảng tính thừa thế. Chưa? Không tính thừa. Em chỉ tính dinh như thế thôi. Đấy. Thế được rồi, bây giờ giảm cái tiền sắt với cả tiền chuyển tôn đi thì hạ xuống còn khoảng bao tiền? Anh bảo em bao nhiêu thì bao nhiêu thôi. Thôi bây giờ mày bảo anh thì bó tay. Tại vì anh mà nói ra thì giá cái đấy thì rất thì... nhiều người khán giả họ xem họ sẽ nói thì, rằng là họ đã làm việc rất là vất vả rồi. Em bảo 22, em bảo 22 thì hạ cái kia xuống thì lại bớt cho chủ nhà 1 triệu thế thôi. 21. Là còn 21 triệu. Vâng. Chuyển tôn chuyển sắt. Vâng, cái đấy cũng nhà chị cũng chuyển được, nhà chị chuyển lên. Bởi vì cũng nên thật sự với anh là thế là có người em chú này, người anh em. Thế là có mấy người con trai nữa? Nhà em á? Nhà trên em ấy còn mấy người nữa? Trên em thì mấy ông bác nữa. Nói chung là có ông bác thì trước thì bị ăn nấm độc thì vợ chồng nó vợ nó có nó cũng không chết hết rồi, bây giờ còn mấy ông bác. Nói chung là anh em cũng mấy anh em cũng nhiều việc quá, mấy người cũng chả đi làm được. Ừ. Vậy bây giờ thì không làm được việc nặng. Không ăn thua. Vậy không ăn thua, xe thì chẳng biết lái xe. Có một hai. Có một anh thì có hai anh thì nếu mà lái xe thì còn được, mấy anh kia thì tôi là có bộ. Tôi đi bộ lên xe. Không có xe thì đi á? Vâng. Không có xe máy á? Không biết đi xe anh ạ. Vâng. Không biết đi xe nữa nhỉ? Vâng. Ông trưởng thôn ông phải làm nào mà nhìn thế nó phải hài hòa chứ bây giờ. 88 triệu à? Thôi được rồi. Vì nói với chỗ anh tháng là... Thế bây giờ là vật liệu đấy em đã hỏi giá chắc chắn là 40 mấy triệu chưa? Hỏi chưa? Nhân chắc chắn là như vậy rồi. Thêm xe nào chở? Em hỏi chưa? Cái đấy em chưa hỏi xe nhưng mà xem anh mà thế nào thì cũng cho chung chở thế thôi. Ừ. Chung thì chở một xe 2 triệu 3. Ừ. Mỗi lần là chở cũng 2 triệu 3 nhưng mà cái thời điểm này em chưa hỏi. Thế ở trong kho mèo này có những người nào chở nữa? Có ông Dùng thế thôi.
Nhiều dùng... người chợ mà trong trong này cũng gọi là nếu mà vào đây nhiều người chợ. Thế à? Vâng. À, những người nào chợ ở đây? Ông Vụ này với là mấy ông Vụ này, ông Trung này với là ông Nghĩa này. À. Ừ, ông Tặng này, ông Dùng này, mấy xe liền mà. Ừ. Thôi để cho nó vấn đề khách quan nhé. Thì người nhà gọi chở cho nó chắc chắn. Được chưa? Anh giao cho em là chủ nhà. Đấy. Là để cho nó khách quan nhé. Thì gọi vật liệu ấy, chở ấy. Gọi vật gọi chở thì em gọi cũng được. Còn nếu không thì trưởng thôn nhận công trình làm thì trưởng thôn có tính được là xử tính được là bây giờ. Không, thế thì chủ nhà khác gọi. Ừ. Mua như cái nào mà hợp lý hay không hợp lý, cái đấy là do vấn đề của chủ nhà. Kia nhá, anh nói với vâng. Em là đấy. Em là người được nhà, thì... gia đình cử ra đấy. Vâng. Là hộ gọi để về đây làm việc đấy. Đấy. Khi nào... Và anh thì thực ra là trừ những người nào người ta không thể nào mua được thôi đấy. Vâng, anh vâng. Không muốn gọi là người này người kia nó lại bị mang tiếng lắm. Vâng. Đúng rồi. Cái này là thực ra là anh thực ra là rất là đảm bảo luôn trong vấn đề đó, nhưng mà anh không muốn là mình phải đi mua những cái đấy. Dạ. Anh còn rất nhiều việc, cứ... đấy, việc nhiều này, rồi là cái tính khách quan này, đấy, nó không à. Được ấy, rồi ngày mai bọn em lại bảo bọn anh là ở trong này nhiều xe thế sao ông cứ gọi cái xe thằng đấy, đó, rồi là ngày mai các em, anh em lại bảo là sao xe này nó lại chở thằng kia, nó lại bảo là nó trẻ dẻo hơn thằng đấy. Có rất nhiều người nhá, anh gọi ngày xưa rồi là đến giờ này có rất nhiều người, kể cả như bố thằng Minh Vi Vu chở cho anh đấy, mấy hôm sau đợt sau mà chở cho thằng Đồn đấy, ông lại chở rẻ hơn đấy. Nhưng lúc là xe này, mai ngày mà... kia như ông khún ấy, cứ là làm thông gia bên này đúng không? Bằng, có thông bằng. Gia bên này bằng. Ông khún lại chở rẻ hơn luôn bằng. Thế nên là mai ngày kia là rất nhiều người ở khu vực này xem kênh của anh rồi biết kênh của anh đấy, lại bảo là đấy ông với cả thằng đấy nó hợp đồng với nhau. Anh nói thật đấy, nói chung là giá cước trong khi đó anh không có lấy 1.000 nào từ trước đến nay. Mà. Chở đến 23 giờ này là 25 ngôi nhà ở khu vực Lũng Buông Lũng Cáng rồi, anh chưa lấy 1.000 nào bất cứ một, thậm chí còn phải cho thêm người ta. Mà. Đấy nên là, nói chung là giá cước rất là nhạy cảm, giá cước dưới chân lên trên này là giá chung rồi, bây giờ tính theo có xe to xe bé thì chở cước nó, nếu mà xe to thì chở cát chở chuyến lên thì nó sẽ nhiều tiện nhiều hơn thì nó tính ra thế thôi, còn tính ra quy ra thì nó cũng như nhau hết, giá cả là như nhau hết rồi không sẽ... đấy nên là đấy. Có người chở bây giờ em đang gọi là đang tính là gạch là bao tiền một viên, gạch thì nhân 1.9 đấy, 1.9 thì có người chở 1.7 thôi. Nâng ra cái giá lên thôi thì chủ nhà gọi điện cho ai chở mai ngày kia bọn em thì, chở vào đến đây rồi mấy ông lại ra bình thường tỉnh táo không sao, mai uống rượu vào lại bảo đấy sao ở thằng kia nó chở có 1.700 1.700 một viên gạch thì bây giờ 1.800 rồi, 1.800 rồi, 1.700 thì như chở cho thằng Đồn nhân chính như anh gọi xong là sau là người ta gọi thế là ông khún lại vào chở nó lại rẻ hơn, thế nên mai kia nên là thành nó loạn hết cả đúng rồi. Thôi, tốt nhất là gia đình gọi nhá. Đấy. Đúng rồi, gia đình khác gọi gạch chất lượng không chất lượng thì cái đấy do gia đình. Ừ, gia đình em cứ gọi đi. Đấy, em chở đổ vào đây là em nhận đủ là 4.000 đúng không? Bằng. Em đang gọi là 4.000 đúng không? Bằng. Phối hợp với cả trưởng thôn là trưởng thôn bảo 4.000 gạch thì em đổ vào đây 4.000 gạch. Rồi. Gọi thằng thợ thằng chở gạch lên đây anh trả tiền 4.000 gạch. Rồi. Hiểu chưa? Rồi. Em cứ đi hỏi đi. Rồi. Đấu giá thỏa mái. Kể cả sát hay tôn thì chủ nhà khác đi đặt các lo hết. Ừ. Là gọi về thôi. Em có đi kiểm tra cả chất lượng gạch đi. Đấy. Tôn khả năng nó không biết chỗ đặt. Tôn nó biết chứ sao không biết anh? Biết đâu. Biết. Tôn biết mà. Ờ đấy. Nhưng mà tôn thì mấy thở phải đo được xem nào thì chủ nhà cắt đo cũng được. Cắt đo xong là chủ nhà cắt đo sau này lập về được đấy. Dài hay là ngắn cái đấy vấn đề. Đấy, đấy là cái này là để cho nó đấy. Vâng. Người ta gửi tiền cho anh thì người ta cũng muốn là cái đó nó khách quan. Được, bây giờ thì vậy. Em đo rồi, hình như là 3.8 m nhưng mà chủ nhà khác đo. Mình đo thì cũng nói thật sự là không cách không, qua mãi. Không, cái đằng trước này phải chờm ra nữa. Ra để nó có hè ra nữa nhá. Thì sợ sau này lập thì lại ngán hoặc là như thế nào đó, lúc đấy chủ nhà lại bảo ngán. Không, chủ nhà hôm nào luôn. Mà lập mái xong rồi thì làm xây hai xong. Đầu hồi xong vâng, vâng. Xây thì bảo anh. Vâng, vâng. Anh sẽ đúng lên rồi. Cùng nhau. Vâng. Đấy, xem là quyết định xem là mái nó chườm ra bao nhiêu. Hoặc là chỉ cần điện lại cho anh thôi, thông báo qua thôi.
Thế là bọn em đi đặt, vâng, nhớ không? Để làm nhá. Vâng, em thì là nghe thấy tiếng nói như này là biết là cũng biết, nhanh nhẹn rồi. Biết không kém gì trưởng thôn đâu. Nhanh nhẹn nên là biết cái này cái kia nên là tốt nhất là cho em đi đặt nhá. Thế cát em đi hỏi giá đi. Rồi. Đấy, một xe mấy khối vào đây em kiểm tra luôn nó có đầy hay không. Rồi. Gạch nó trở vào đây em đếm xem có đủ không. Đấy, đúng chưa? Gạch thì mà đến từng viêm người ta chắc cũng chả đến được rồi. Không, không mà nhưng mà em kiểm tra em được. Mà. Dạ, em đếm hàng ra. Vâng. Em đếm hàng ra em nhân ra. Dạ. Ngày xưa nhà anh chở gạch bê tông biết không? Mấy năm không? Nhà anh đóng gạch, làm gạch bê tông ba vanh đấy. Mấy năm liền. Mà làm từ cái năm tận năm 2009, 2010. Làm cái nghề đóng gạch đấy. Chở gạch chuyên họ xây nhà vệ sinh rồi là những cái nhà nhỏ cấp 4 đấy. Vâng. Như kiểu những cái nhà ở đây bây giờ đấy. Dạ. Họ làm ấy nên là cứ đếm hàng. Dạ. Trừ khi thằng nào nó cao thủ là nó ở dưới những cái hàng dưới là nó lệch đi thôi. Đúng rồi. Nó chỉ đủ hàng trên. Còn đâu hàng dưới nó sẽ lệch, nó thiếu đi một vài viên. Dạ. Còn thằng nào cao thủ được thì bốc được từng hàng xuống, đếm từng hàng. Dạ. Nhân màu hàn là biết mà, màu hàn bao nhiêu viên thì mình nhân ra. Mình làm cái gì là nó cũng phải thật thà. Đúng rồi. Nhưng mà những có những cái thành phần là nó hay là vớ vẩn. Vâng. Làm nó phải rõ ràng. Đấy. Bằng trái tim, bằng nhiệt huyết, bằng tâm huyết của mình. Đúng giúp rồi. Đỡ cho chị này. Vâng, vất vả. Đấy. Em thấy không, đúng không? Nhiều người phụ nữ đàn bà chồng chết cái là đi lấy chồng khác luôn rồi. Đúng rồi. Nhưng mà chị dâu của em tốt không? Đấy, tốt. Vẫn ở lại là nuôi con, ở cùng con cái như này. Quá tốt rồi còn gì nữa. Đúng rồi. Mà cái ông Vân ở bên kia chết đúng không? Là em cộng. Và cái hôm chết đấy mà em phen phen gọi sang bảo là cho cái nhà đấy nhưng mà chị cũng không lấy. Chị đúng bảo rồi. Sang bên đấy là lại bỏ con cái ở bên này, đất đai bên này chị không lấy. Đúng rồi. Cho thằng ông sai kia xuống về đấy. Nhưng mà đấy là một cái trường hợp mà chị bây giờ đến giờ cũng là có thể là chị hoàn toàn xứng đáng chị được hưởng cái căn nhà này. Vâng. Thế nên là bọn em là cố gắng làm nào mà để cho chị được cái ngôi nhà đẹp. Vâng. Rồi là đảm bảo gạch rồi cát nó chất lượng. Vâng. Về đến đây xây cho chị ý. Được chưa? Rồi. Thế còn thống nhất thế thôi đúng không? Vâng. Và vâng. Bây giờ như này nữa, một cái ngày nữa là quyết định là qua hẳn rằm này đi, qua rằm tháng 7 đi. Vâng. Tháng 7 âm lịch này đi nhá. Anh thực ra là không xem ngày không biết gì đâu, nhưng mà thôi cứ cho qua rằm qua mùng 29 này đi. Vâng. Chúng ta cứ không thì qua ngày 20 âm hẳn đi. Thì chúng ta tiến hành là đào chở vật liệu. Vật liệu thì bắt đầu chở dần đi, mai này em gọi đi. Mai gọi. Mai hỏi dần đi, em đi đà, hỏi đà, dần đà, đi. Đà. Hỏi dần xem là vật liệu ở thằng nào ông nào cứ hỏi vài xe cho chắc chắn. Rồi. Cứ hỏi xe ông này chở vào đến chỗ khâu mèng này, chỗ bàn bia này nó là bao nhiêu tiền. Mai lại hỏi ông khác đi cho chắc chắn nhá. Không đến lúc là xong lại bảo là đấy là chỗ đấy là sao nó chở rẻ thế nhá. Rồi. Chỗ này nó chở đắt thế. Vâng. Tốt nhất là ở đây em bảo nhiều xe đúng không? Rồi. Tổng có mấy xe ở đây, khu này chở vật liệu. Nếu mà chở vào đây thì là Tặng này với lại Trung này với lại Nghĩa này với lại Yến Dùng này với lại ông Vụ này 5 xe. Ông Khốn có chở vào đây không? Ông Khốn thì không hay đi. Không đi ít, không đi đâu. Không thấy đi vào đây. Nên là có 5 xe hay đi khu vực này. 5 xe. Thì em cứ hỏi cho chắc chắn đi nhá. Dạ. 5 xe đấy xem là nó chở như nào, gạch vào đây bao nhiêu, cát vào đây bao nhiêu, thằng nào rẻ nhất thì nó chở. Nhưng phải đến đủ nhá. Có thể thằng nó rẻ hơn, biết đâu nó lại gạch nó, phải kiểm tra nó. Em đổ xuống ra mày có giá cước là giá cước chung rồi, chẳng qua là gì những xe mà nếu xe bé hơn chở giả sử xe 4 khối hay là 6 khối thế này thì nó lại thêm nhiều tiền mà những người không biết bảo là ôi xe này chở tốt nhất là đấy. Thuê xe 6 khối. Vâng. Người ta chở 6 khối chở được nhiều hơn. Nó sẽ chở nhiều, nó đổ. Dạ. Nó đổ xuống thì nó sẽ được nhiều. Vâng. Đấy, còn nếu mà nó mà ít thì còn không thể chở được, cước nó rẻ hơn được. Rồi. Nó cũng không biết được thế nào, nhưng cứ thử hỏi lại xem nhá. Vâng. Biết đâu ông 4 khối ông chở cũng giá cước cũng rẻ thì sao. Vâng. Nhưng mà thường thì họ như thế họ đã mất luôn một chuyến rồi nên là mình không thể nào mà ấy được hết. Đằng ngàn nó cũng phải một chuyến mà. Thế thì thế nhá, nhất trí với trưởng thôn giá như vậy nhá. Vâng. Đó là bây giờ anh nói như này, tổng nó dễ luôn đi, cả vận chuyển
chị là vận chuyển thôi, trong xóm thì là thương yêu giúp đỡ nhau. Mà hôm trước anh cũng trao đổi nhờ thì là sẽ nhờ một buổi để thôn có thể vận chuyển cùng một buổi được không, hỗ trợ được không? Ừ, anh bây giờ đoàn cũng đi học với đi làm hết rồi. Đoàn thôn á? Vâng, cũng có ở nhà đấy đâu. À anh ơi, thế cho đoàn em hỏi. Thì cái này chắc là nhờ xã thì bây giờ xã huy động đoàn thôn thì mới được thôi. Bây giờ giao cho thôn huy động thì bây giờ anh em đoàn đi làm thuê hết. Ừ. Thì huy động cũng hơi khó khăn một chút. Ừ. Được rồi. Vâng. Thế thì em thử hỏi các anh chị ở đoàn xã xem. Xem như thế nào, anh có cần hay là phải anh hỏi? Vâng, để đặt vấn đề đi nhé. Để em hỏi xem thế nào, em báo cho gia đình này họ có hoàn cảnh khó khăn. Vâng. Thì đoàn hỗ trợ được một buổi sáng xem, vâng, xem được bao nhiêu gạch. Vâng. Ừ, nhé. Thế là để hạ xuống cho chị này chỉ trả 20 triệu thôi. Vâng. Nhé. Vâng. Thế là thống nhất là cái tiền chuyển vật liệu là 20 triệu. Vâng. Được chưa? Vâng. Còn đâu là... anh nếu mà đoàn xã vào đây hộ thì anh sẽ hỗ trợ tiền xăng cho các xe họ chở gạch lên. Vâng, ok. Được chưa? Em điện cho xã thì xã nói thế nào thì em sẽ liên hệ lại cho anh. Anh sẽ hỗ trợ là 15 lít xăng cho 15 xe. Vâng. Được chưa? Vâng. Mỗi xe 1 lít. Vâng, ok. Để chở một buổi sáng. Vâng. 1 lít là thoải mái rồi đúng không? Vâng. Ừ. Thế anh cho em hỏi đi. Thế như bây giờ em liên hệ xe nếu mà chở lên thì anh... anh bảo là giả cái cước đấy là bây giờ bảo là xe em có phải ghi vào một quyển sổ hay là xe nào là anh đấy, giả xe đấy luôn ghi vào sổ, xong em... là lên đây chẳng hạn nó chở hết gạch này, chở hết cát này, chở hết đá này đúng không? Vâng. Ba cái đấy chở xong rồi em ghi vào sổ cho anh. Ghi vào sổ xong là hôm nào mà anh gọi, lên trên này rồi, đúng rồi. Hôm nào anh lên trên này em mới gọi gọi của ông lái xe lấy lên đây. Lái xe lên trên này. Rồi. Nếu không thì bây giờ nó chuyển nó chở một chuyến lên em lại gọi cho anh thì nói chung là anh cũng công việc nhiều cũng không, người khác. Không. Thì em bây giờ này nó chở xong hết này, thứ nhất là một là C. Rồi. 130 đúng không? Vâng. C là phải chở cuối cùng, hôm nào xây thì mới bắt đầu chở. Đúng đầu rồi. Tiên là phải gạch cát đá một hai đúng không, rồi. Làm móng đúng không, đúng rồi, và sắt là chở cái đấy trước vâng. Để vận chuyển lên trước rồi. Đấy, còn xi là hôm nào khởi công thì bắt đầu mới chở nhá. Nên là bảo nó trưởng thôn nó biết rồi bao nhiêu xe cát là nó khắc đọc rồi dọn cho nhà xuống, dọn hết cái chỗ mà cái ô tô tải hôm nay đỗ kia đi rồi. Dọn sạch đi, giải cần thiết giải bạt ra đấy vâng. Cho nó đổ cát vào đấy rồi. Hoặc là đổ gạch vào đấy trước. Được chưa? Rồi. Ừ. Xong là em sẽ cần quyển sổ cho là chở bao nhiêu xi mà các cát lên trên em sẽ ghi vào người đấy, xong là đéo hôn mà anh lên trên này tổng xong là gọi ông xe lên trên này anh đúng rồi. Cướp. Đúng. Đấy. Đúng rồi, nó gọi ông thì nó đúng có... rồi. Em bảo với họ là bây giờ là tôi không có tiền đâu, tôi là không đi gọi nhưng mà chắc chắn là có một ông ấy sẽ trả tiền. Vâng. Đến ngày ông chở hết đi, xong rồi đến ngày hôm đấy là tôi vào trong nhà này thì ông sẽ lên đây. Rồi. Đấy, ông giả tiền cho ông. Vâng. 100 không thiếu 1.000. Rồi. Đúng chưa? Rồi. Tiền mới bảo ông thế nhá. Rồi. Ừ. Không phải tiền cũ đâu. Tiền cực mới chỉ luôn. Nói vâng, chỗ anh tháng chở thì cái chỗ okay. Này anh bảo này, trưởng thôn nhờ bên đoàn xã được. Nếu mà đoàn xã mà họ vào đây họ vận chuyển cho gạch ấy là anh sẽ hỗ trợ là 15 lít xăng thì trưởng thôn báo lại cho anh. Vâng, thì anh vâng, sẽ vâng. Chuyển tiền cho 15 lít xăng là bao nhiêu thì em sẽ chủ động đi mua 15 lít xăng đấy vâng, để vâng. Đổ vâng. Cho các xe. Và nếu mà các anh chị đoàn xã mà ở đây muốn ăn cơm buổi trưa ấy mà làm muộn ấy mà ăn cơm ở đây ấy, thì anh cũng có thể hỗ trợ luôn là 2 triệu cơm nhá. Vâng, vâng. Mua thức ăn ở đây là cho các anh chị nếu mà thì... các chị ở lại ăn cơm. Em điện cho xã, nếu như đoàn xã lên thì chắc là hôm nay anh cũng phải lên đấy chứ. Ờ, hôm nay anh sẽ lên. Vâng. Ừ, nếu mà đoàn xã mà bố trí được lên thì anh sẽ lên. Vâng, nhưng mà okay. Anh sẽ không để đi mua thức ăn được, anh sẽ vâng, không vâng. Phải đi mua xăng được. Vâng, anh phải vâng. Nhờ em, hiểu không? Rồi, em hiểu lúc rồi. Đó thì em lại lấy 2 triệu đi mua thức ăn này. Rồi, em lấy rồi. Tiền đi mua đủ 15 lít xăng để đổ cho 15 xe máy này. Vâng, em vâng. Cứ đặt vấn đề là 15 xe máy, được vâng, chưa? Vâng, vâng. Thế là... anh vào là anh chỉ bàn giao cho em là tiền là 15 lít xăng và 2 triệu thôi. Vâng. Đúng okay. Chưa? Còn đâu các vâng. Anh chị đoàn viên thanh niên với cả ban ngành của các anh chị đấy là cứ thế là giúp đỡ thôi. Vâng. Được vâng. Bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thì vâng. Coi như là giảm đi 1 triệu. Vâng. Nhưng thực ra như này nhá, anh nói này.
cái tiền mà để mà đổ xăng ấy, mà tiền ăn ấy, thì nó đã thừa là cái giảm cho 2 triệu cho chị Mo này rồi, đúng không? Nhưng mà đây là để nói về tinh thần đoàn kết. Đấy. Ờ, các tập thể, các anh em ở trong thôn, ở trong đoàn thanh niên, đó là một cái chương trình mà rất là ý nghĩa để đến được với bà con, gặp được bà con, giúp đỡ được bà con như này. Chưa chắc họ đã ăn cơm đâu, họ chỉ lấy chẳng hạn chỉ lấy 15 lít xăng thôi, nhưng mà đấy là anh thông báo với em là cho như vậy. Nếu mà cơm thì chắc chắn là đã ăn, nhưng mà mua nước hoặc thế nào đó thôi. Đúng rồi, nước ấy. Chắc chỉ khoảng 500.000 tiền nước thôi. Thế thôi. Cả 15 lít xăng thì họ sẽ chẳng giúp cho. Thì biết đâu là họ trả lại được hết luôn cả 4.000 gạch thì sao? Đúng không? Thì em lại phải hạ xuống tiếp nữa. Không hết đâu. Mấy đồng chí làm một buổi ấy thì... 15 xe cơ mà. 15 xe nhưng mà chậm một buổi chắc chỉ tầm 1.000 thế mấy. Buổi một chuyến sẽ kiếm lên trên này tầm 12 viên thôi. Không được 20 viên à? 12 viên. Ôi, tính như thế thôi. Thanh niên nó có phải là nhưng mà đường nó lên dốc. Dốc thì dốc nhưng mà chắc phải được 20 dốc viên. Dốc lắm. Mà... lên dốc thì chở nhiều. Mỗi viên là nặng mấy cân? Mỗi viên 7 cân. Ui dồi. Thì chỉ tầm 12 viên. 12 viên đã 70 cân rồi không ạ? 70 cân. Ờ. Chưa chắc. Thế thì chị bỏ tay rồi. Thôi được rồi, cứ tinh thần thế nhá. Vâng. Như thế nào thì trưởng thôn lại báo lại cho anh. Vâng. Được chưa? Em liên hệ gia đình thôi. Được chưa? Rồi. Ok chưa? Thỏa mãn chưa? Đúng nhá. Ý em gọi gạch nhá. Gọi cát nhá. Gọi xi nhá. Gọi đá nhá. Rồi. Còn tôn và sắt thì hôm nào xong xuôi hãng thì gọi nhá. Rồi. Sắt 6, sắt 10 thì phải gọi trước để làm móng. Phải gọi trước sắt để làm mỏng. Nhưng mà sắt cái lại trận thôn tính hết, bây giờ mua bao cân sắt 6 hay là đấy. Ông này ông sẽ đưa cho ông một cái bản là 4.000 gạch lãi như thế nào thì em ý là lãi như thế nào thì em sẽ tính hết rồi em sẽ báo với chủ nhà khác mua thôi thế. Nhá, thế cũng được. Nên để nói thế cho nó rõ ràng quan điểm chưa. Vâng. Không đến lúc mai người kia là đấy, ông cứ đi tìm thoải mái đi, thằng nào rẻ nhất thì ông chở nhá. Đấy, cho nó thoải mái, nhưng mà gạch cái thứ xi ông phải để ý đảm bảo đổ xuống đây, ông bảo đổ xuống xem có vỡ không nhá. Đấy, có gạch xuống nhưng mà xi thì không thể một thẻ chở hết luôn. Xi thì cứ kèn một chuyến cát cứ cho tầm 20 bao đi, đừng có gọi xi vội. Ý của em là thế này, nhưng mà xi thì chắc là nếu mà 100 bao thì chắc là một chuyến chỉ chở được tầm khoảng 25 bao hay thế cũng được mà. Nếu không cứ kèm như thế lên. Kèm như thế lên thôi. Khi nào cái xe cát chắc đi sau nhất là lúc xe lúc đấy là cho hết là kèm theo cái chuyến cát. Vâng. Cứ cát đi là ông kèm theo xi theo. Đấy. Giảm cái cước đi. Vâng. Hiểu chưa? Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng. Thống nhất thấy chưa? Vâng. Thế còn cái gì nữa không? Không còn gì nữa. À, nghĩ kỹ chưa? Nhưng mà thế này thì em cũng nói một chút là cái vấn đề nếu như em làm ở đấy thì nhà chị móng có ván thì có thể cho em xin cái ván để ghép ván phải, để thoải mái để đủ móng này đấy. Với lại làm giáo các có cái có nghĩa là mượn ván để ghép cốt pha. Vâng, có cái giáo thì bọn em khắc đi chặt về thôi, nhưng mà cũng phải mượn cái ván của ván chị này móng. Thoải mái luôn. Được rồi. Còn thiếu cái gì bọn em khắc đi cắt tại kể. Vì sau cái nhà này là cũng chẳng ấy đâu mà bên đúng kia rồi. Ở hết rồi mà đây chỉ là cái bếp đun thôi. Đúng rồi, hiểu chưa? Rồi nhá, bảo chị mo đấy. Rồi. Nói tiếng Mông cho chị vâng. nhá. Vâng. Được rồi, gì thống nhất okay, thế rồi nhá. Thế thôi nhá. Thế thì từ ngày mai em hỏi ông cái là chở gạch đầu tiên, à cát đầu tiên rồi. cho đây, cứ chở một xe cát lẫn với sỏi trước để giải để làm móng, để làm móng. Móng. Nên là em phải giải bạt rồi. Giải bạt thì dưới kia có cái bạt rách nào giải ra rồi. Đấy, nhá, cho người ta đổ một xe cát 6 khối. Có chở đá hộp không? Không cần phải đá hộp. Đá hộc làm cái gì? Không cần chở đá hộc lên đây con chết à? Vua ít xe cáp trâu khơi thì mà có vua tương khỏa ó khơi chi thì sỏi thế. Số hàng đó mà ít khỉa cho cát lớn đâu thì sẽ thao cho có tôi đỏ mong. Đấy khăn gì mong máu tại vì khăn thằng quả bê cho phanh mồ hôi rồi thì họ từ chỉ mua họ từ canh mà khát bê cho phanh thì xả. Rồi họ từ rồi chỉ ăn chỉ canh mà khát to cho ăn canh vậy bê đổ ít lửa vào ta. Bê thì ngà khi cho sát ta thì ngà tụ sát còn cho hậu ta thì mua cho ván nó thay thì đi đổ như vậy thôi này. Được chưa? Yeah. Ok rồi, đây, để tôi. Thế cứ thống nhất thế thôi, có gì trao đổi trên điện thoại nhá. Vâng. Còn bên em là cứ thế mà đi ấy vật liệu nhá. Vâng, được chưa? Xin chào. Chào trưởng thôn. Vâng. Chào chị Mo, hẹn gặp lại chị Mo vào một ngày gần nhất nhá. Em thắng rồi, mai còn phải đi Hóc Mê nữa, còn mấy cái công trình bên kia. Rồi là cầu đường thì xong rằm thì các anh em nó ăn rằm xong thì nó lại sẽ tiếp tục làm.
Đấy. Thế là Thắng cũng đã ok xong cái vấn đề của chỗ nhà chị Mo là cái công việc nhà chị Mo thì có một người em chú đứng ra dàn xếp làm cái vật liệu vật viết, thì Thắng muốn cho nó có cái tính khách quan đó, chứ không đến lúc là lại thế này thế kia là rất là mệt mỏi trong cái vấn đề vật liệu vật viết, rồi gia đình có thể là đôi khi lại nói có người trẻ chợ rẻ hơn sao ông Thắng ông cứ chọn người này người kia là rất bị tai tiếng.